tất cả các bạn ha. Hôm nay là ngày thứ hai khi mình bắt lươn về ha. Hôm nay mình sẽ tập cho nó ăn ha. Để mình quay lại cái cho các bạn coi ha. Giữ cho nó ăn, mình giữ ít nha các bạn. Mình nhảy gõ gõ. Mắc mồi rồi đó. Mình tập cái năng thì mình cũng tập cái năng ít thôi. Qua ngày thứ hai, qua ngày thứ ba đi, mình cho nó ăn nhiều lại. Tại vì này mình mới dựng chuyển từ chỗ ấy về, nó cũng còn hơi mệt. Đây thì mình trang cái loại thức ăn 0.6 ly thôi bạn. Vì cái size mình đắt nó cũng tương đối lớn. Thế mình trang thức ăn mộc mà 1-3 ly được. Còn hồi bên đây, mình chưa có cho ăn. Để mình cho ăn xong hồi bên đây là có hồi đó. Cái này mình cho ăn mình giải từ từ thôi các bạn. Tại cái gì thức ăn mà nó cái mùi nó hết rồi để bạn con lươn nó không có bắt được nữa. Nên mình cứ giải từ từ. Thức ăn nó đụng nước nó lâu á, thời gian lâu rồi nó bị mất cái mùi nó tan quá. Có một số con nó chạy lộn ra ngoài. Ăn này nó cũng tương đối nhỏ, ăn quá nó dãy cái này đi ra ngoài hết là nó không ăn được nữa. Số con rồi nó đã nó không lại đèn nữa. Số con nó chưa quen với cái chỗ mới.
chúng tôi nó háo ăn là thức ăn ra ngoài này nó cũng ăn được. Để mình vô mình lấy thức ăn xong rồi mình cho nó ăn cái hộp này chúng ta coi nha. Đó, tiếp theo thì mình sẽ cho mấy em bên đây ăn các bạn ơi. Đẩy cho em bên đây. Đập đập như này mình tạo tiếng đậm cho nó quen. Sau này mình nó nghe mình đập cái là nó biết mình cho nó ăn. Mình gãy tự thôi, mình đãi ăn hết mình hay gãy nữa không các bạn. Giữ được cái mùi của thức ăn á, nó dễ bắt mùi hơn. Nhưng bên đây nhỏ hơn là bên kia khoảng 100 con nha các bạn.
kia nó sai 600 mấy, này nó tới 700 mấy. Mà lưng bên đây thì nó đều hơn bên kia cỡ nó nhiều hơn. Đây là ngày thứ hai các bạn. Để những ngày tiếp theo mình sẽ quay cho bạn coi là một cái nhật ký nuôi lươn ha. Các bạn nào cùng sở thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Bên này nó vẫn chưa sập, số con nó vẫn còn đang đi tìm mồi. Tới bữa nay mình không có cho nó ăn ăn no luôn, mình chỉ mới nhử thôi. Đó, một số con bơi đi bắt mồi không rồi. Một số con thì nó chưa quen chỗ mới, nó cứ tìm ngay cái đường thoát nước để nó đi ra thôi. Bên đây mình cũng chỉ mới nhử thôi, mình cũng chưa cho nó ăn gì. Rồi ngày mai thì mình sẽ cho nó ăn xong rồi mình sẽ canh cái lượng thức ăn nữa ha, để mình điều chỉnh nó không. Cái này mình chỉ mới bắt đại thôi, xem nó ăn được bao nhiêu. Hồ này là mình thả 7 ngàn, mình đổi khoảng 15 ngày sau thì mình sẽ phân cỡ ra những cái hồ này ha. Mỗi hồ mình sẽ thả 2 ngàn hết. Cái này mình bắt 10 ngàn mấy. Bên đây là mình giờ là đang thả 3 ngàn, để mình sẽ phân cỡ những con nhỏ ra. Bên đây nó cũng vậy luôn. Đợi cái này cho nó hết luôn. Rồi mình xin kết thúc video đây ha. Nào mình thay nước thì sẽ quay tiếp cho các bạn xem.